Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trên tay của mình đang là con Samsung Galaxy Zen. Và con này là con bản sách tay của Hàn Quốc nhé. Cái con này thì ở Việt Nam nó chính là cái con Samsung Galaxy A6 Plus. Con này thì mình bị quên mật khẩu màn hình. Sau đó là mình đã reset phần mềm của nó. Và bây giờ thì máy nó đã khởi động lên. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhé. Mình sẽ bấm vào cái mũi tên này này. Đó. Rồi ở đây thì các bạn chọn tiếp theo cho mình này. Các bạn kết nối vào wifi của nhà các bạn nhé. Ở đây thì mình đã kết nối vào wifi của nhà mình rồi này. Mình chọn tiếp này. Các bạn chờ một chút cái quá trình này nhé. Thì đây nó vẫn yêu cầu chúng ta phải điền cái mật khẩu vào thì chúng ta mới có thể mở được nhé. Và đương nhiên là cái mật khẩu này mình bị quên rồi. Thì nó có thêm một cái tùy chọn nữa là các bạn bấm vào cái mục là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế này. Đó, các bạn bấm vào đây cho mình nhé. Các bạn chờ cái quá trình đang kiểm tra thông tin này một chút thôi. Thì nó sẽ dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn này. Thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google trước đây các bạn nhập vào CH Play để tải phần mềm, thì các bạn hãy nhập vào và chúng ta có thể vào trong để sử dụng được chiếc điện thoại này nhé. Còn nếu mà các bạn lại quên luôn cái tài khoản Google đó thì bắt buộc chúng ta phải xóa cái xác minh tài khoản này đi. Và để xóa cái xác minh tài khoản của bạn này thì các bạn sẽ làm theo cái video này của mình nhé. Các bạn cần phải sự trợ giúp của máy tính này. Trên màn hình máy tính của mình đã chuẩn bị sẵn cái tool là tool Samsung FRP 2020 version phiên bản mới nhất, bây giờ là phiên bản version 2 nhé. Trước khi giải lén cái tool này thì mình khuyên rằng là các bạn tốt nhất là các bạn nên tắt cái phần mềm diệt virus ở trên Windows của bạn đi. Và ở đây thì mình sử dụng Windows 10. Mình sẽ vào cái mũi tên này này và bật cái phần mềm là Windows Security này lên. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là Virus and Threat Protection này. Các bạn kéo và tìm cho mình cái mục là Manage Setting. Rồi ở cái mục Real Time Protection này, các bạn sẽ off đi cho mình như thế này nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ giải lén cho mình cái tool này ra bằng cách là chuột phải vào cái file này, chọn vào Extract to Samsung FRP 2020. Rồi các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải lén vào là full done nhé. Full done này. Rồi các bạn chọn OK cho mình này. Đó, cái tool mà mình, thư mục mà mình vừa giải lén đây. Mình sẽ mở lên này. Đó, các bạn sẽ chạy cho mình cái file là Samsung FRP 2020 nhé. Đó. Và các bạn cần chuẩn bị cho mình cái cáp. Chính là cái cáp sạc của cái con Samsung này nhé. Thì, mình sẽ kết nối vào máy tính. Một đầu thì mình sẽ gắn vào máy tính này. Và đương nhiên là đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc điện thoại của mình nhé. Các bạn sẽ chờ đợi một chút để cho máy tính của mình đang cài đặt driver nhé. Để nó nhận cái chiếc điện thoại này. Đây các bạn để ý đang là quá trình setting up này, a device này. Đó. OK, ở đây nó đã nhận ra chiếc Samsung Galaxy Zen này của mình rồi này. Và bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là Bypass FRP nhé. Ở đây có một cái thông báo là chiếc điện thoại của chúng ta cần phải kết nối vào Wi-Fi. Điện thoại này của mình đã kết nối vào Wi-Fi rồi nhé. Mình sẽ chọn là OK này. Đó, các bạn chờ một chút. Đó, các bạn để ý ở trên màn hình điện thoại nó đã lên cái bảng là Easy Firmware này rồi. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là xem nhé. Nó sẽ bật lên YouTube này. Rồi nó sẽ nhảy vào trình duyệt Chrome nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là chấp nhận và tiếp tục này. Chọn tiếp theo này. Chọn không cảm ơn này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ vào cho mình cái địa chỉ để chúng ta có thể là phá cái tài khoản Google này nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào một cái địa chỉ mới. Đó là e này. FRP.me này. Đó, các bạn sẽ vào đây cho mình nhé. Mình sẽ vào. Và đến đây mình sẽ tải cái app là Quick Shortcut Marker APK nhé. Các bạn chọn đây cho mình này. Mình bấm sai. Mình sẽ bấm lại nhé. Các bạn chọn OK cho mình này. Ở ra ngoài đi. Mình sẽ chọn mở nhé. Chọn cài đặt này. Ở đây nó không cho chúng ta cài đặt nhé. Rồi bây giờ mình thử cài đặt lại xem có được không nhé. Bây giờ các bạn bấm cho mình vào cái ba chấm ở phía trên đây. Rồi chọn cho mình vào cái mục là tệp đã tải xuống này. Mình sẽ thử cài đặt lại cái Quick Shot Marker này nhé. Cài đặt này. Đó thì nó không cho chúng ta cài đặt nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Không cho chúng ta cài đặt thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Galaxy Store nhé. Các bạn cứ chấp nhận cho mình này. Rồi các bạn sẽ vuốt xuống phía dưới nhé. Vuốt xuống cái phía dưới này. Và tìm cái mục là Galaxy Store này. Các bạn sẽ bấm cho mình vào là truy cập Galaxy Store này. Đó. Các bạn chọn cho mình là tôi đã đọc và đồng ý này. Chọn đồng ý này. Rồi bấm vào cập nhật cho mình nhé. Đó, nó đang cài đặt bản cập nhật này. Các bạn chờ một chút thì nó lại out về cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn nhé. Đó, nó out về cái màn hình xác minh tài khoản của bạn này. Thì bây giờ các bạn sẽ rút cáp ra và cắm trở lại cho mình nhé.
rút cáp ra này, cắm trở lại cho mình này. Đó, rồi các bạn lại chờ một chút ở trên máy tính nhá. Ok, giờ các bạn sẽ lại bấm trở lại cho mình cái nút là bypass FRP nhá. Chọn ok cho mình này. Đó, giờ các bạn sẽ bấm cho mình là xem này. Bây giờ thì các bạn không cần cái lối vào máy tính nữa nhá. Mình sẽ rút ra này. Đó, rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái hình người ở phía trên này nhá. Đó, các bạn chọn cho mình vào cái mục là cài đặt này. Chọn vào About này. Chọn vào điều khoản dịch vụ của YouTube này. Đó, thì nó cũng mở lên được cái trình duyệt rồi nhá. Và bây giờ các bạn lại nhập vào cho mình. Đây, các bạn lại vào chính cái trang vừa lấy cho mình nhá. Cái trang là efrp.me này. Đó. Rồi các bạn lại vào cho mình trở lại là Galaxy Store này. Các bạn kéo xuống và tìm cho mình cái mục truy cập. Đây, truy cập Galaxy Store đây. Mình lại bấm vào. Mình đóng. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng tìm kiếm này. Rồi các bạn gõ cho mình cái từ khóa là Explorer nhá. X này, Explorer này. Đó, các bạn gõ từ khóa là Explorer này. Thì nó sẽ ra cái phần mềm là Explorer File Manager này. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là Explorer File Manager này nhá. Đến đây thì nó yêu cầu chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Samsung. Thì các bạn phải chuẩn bị sẵn cho mình một cái tài khoản Samsung trước đó nhé. Ở đây thì mình đã có một cái tài khoản Samsung rồi. Và mình sẽ nhập vào đây. Rồi mình sẽ bấm vào là đăng nhập này. Đó, đến màn hình này thì các bạn sẽ bấm vào là tôi đã đọc và đồng ý này. Chọn đồng ý này. Ở đây thì nó sẽ có xác minh hai bước, nó gửi về số điện thoại của mình nhé. Thì mình sẽ điền cái mã xác minh vào này. 486350, 486350 này. Mình sẽ chọn là hoàn tất này. Rồi mình sẽ chọn là bắt đầu này. Ở đây các bạn để sau đi. Các bạn quay lại đi. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là cho phép và tải về này. Nó đang tải Explorer File Manager nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái hình tam giác này để chạy này. Các bạn bấm cho mình là tiếp tục này. Các bạn chọn ok cho mình này. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Download này. Các bạn mở cho mình là Quickshot Marker này lên. Đó, rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái ứng dụng là tệp này. Bấm là luôn chọn này. Và bây giờ thì mình sẽ cài đặt Quickshot Marker này nhá. Tiếp tục này. Cài đặt này. Đó, như vậy là mình đã cài được Quickshot Marker rồi. Mình sẽ bấm mở này. Mình chọn ok này. Các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là Input Keyword to Filter này nhá. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là Screen Knock nhé. Screen Knock này. Screen Lock này. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là cài đặt này. Đó, rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là cái cài đặt thứ ba nhé. Cài đặt cuối cùng này. Bấm vào Try này. Rồi đến đây thì nó đã cho phép chúng ta khóa thiết bị rồi. Cho phép chúng ta đặt lại cái mật khẩu. Và ở đây thì mình sẽ đặt cái mật khẩu là mẫu hình này. Mình sẽ bấm vào cái tùy chọn là yêu cầu mẫu hình khi bật nguồn thiết bị này. Và mình sẽ chọn là tiếp tục này. Đó, đến đây thì mình sẽ vẽ một cái mẫu hình đơn giản nhé. Mình hay sử dụng chữ Z. Mình chọn tiếp tục này. Và mình sẽ vẽ lại để xác nhận nhé. Xác nhận này. Cái mục này thì mình sẽ bỏ qua này. Ok, bây giờ thì mình sẽ khởi động lại điện thoại này. Mình sẽ chọn khởi động lại này. Khởi động lại này. Và bây giờ mình sẽ vẽ vào cái chữ Z mà vừa mình thiết lập nhé. Đó, nó đang xác nhận này. Các bạn chờ một chút nhé. Nó sẽ khởi động lên. Rồi, ok. Mình tiếp tục bấm vào mũi tên để mình vào trong nhé. Mình chọn tiếp theo này. Mình chọn tiếp này. Rồi, đến đây thì nó đã cho phép chúng ta vẽ cái mẫu hình rồi. Và mình sẽ vẽ lại cái chữ Z mà vừa mình thiết lập. Đó, các bạn để ý là nó đã vượt qua được cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn rồi. Và ở đây thì mình đã có cái tùy chọn là bỏ qua. Mình sẽ bấm vào bỏ qua này. Bấm vào bỏ qua này.
và mình sẽ bấm vào là xem thêm này, xem thêm này, chấp nhận này. Rồi mình sẽ vuốt và mình chọn OK này. Đó, đến đây cái mục chuyển dữ liệu này thì mình sẽ chọn là bỏ qua nhé. Mình sẽ bấm là hoàn tất này. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của cái con Samsung Galaxy Z này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào, mình chọn OK này. Mình sẽ vào cài đặt cho các bạn xem cái thông tin của con điện thoại này nhé. Mình sẽ chọn vào là cài đặt này. Mình sẽ chọn thông tin điện thoại này. Đó, đây là con Samsung Galaxy Z này. Đó, đây là cái mã của nó nhé, là SMA605K. Con này là bản sách tay của Hàn Quốc nhé. Và ở Việt Nam nó tương đương với cái con Samsung Galaxy A6 Plus nhé. Đó, mình cho các bạn xem cái thông tin phần mềm này. Đó, nó đang chạy cái phiên bản Android 10 chấm này. Đó, OK, như vậy là cái video này mình đã hướng dẫn các bạn xóa xác minh tài khoản của bạn, hay là xóa cái tài khoản Google mà do các bạn bị quên trên con điện thoại Samsung Galaxy Z. Con này là bản sách tay của Hàn Quốc và ở Việt Nam thì nó tương đồng với cái con Samsung Galaxy A6 Plus nhé. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.